Vâng, lại có pơ pơ hit. Bên kia là cái gì nhỉ? Bên kia hình như cũng hit. Vâng, bên kia pơ hit, còn bên này thì là pơ gì đây? Pơ rôm, pơ hit, pơ rôm. Khó chơi hơn tí đấy. Đang ở phía bên kia nếu mà pơ phú là hơi căng đấy. Tập trung vào. Đây, trận 2-2. Roman hiểu rất sớm, bái qua đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Vâng, ra cây thứ 7, Lục ăn luôn. Cộng tiền cho Lục. Sang với truy mệnh, Persian đến được đủ truy mệnh. Quả đầu 6 rồi, càng còn chưa thấy. Hôm nay cá sấu hơn tí. Bây giờ vốn dĩ Bơ với lại Roman nó không khác nhau là mấy. Đấy, truy bòi giò đến 12 giờ, cứ thế giò đến 12 giờ, truy mệnh cái giò vòng quanh nhà. Đấy, đúng rồi. Rất nhiều cây gỗ 75 lần quanh đây. Rất nhiều gỗ lẻ 75 cái nhà chính đặt đây có phải đẹp không? Đây màn hình máy của cái thủ chip boy cầm Roman. Rồi, đóng một vòng rất kỹ. Tỷ lệ trên dân là rất cao. Không, đóng vào ông giò như vậy mới là chuẩn. Có tay thì vẫn cứ giò bằng tay là làm phương án tối ưu và mắc bình nhất. Cái tay bạn đang đá hiệu. Đây là chuyến bệnh. Thêm một bãi quả nữa phía bên trên, một đá hiệu nữa. Rất khéo ở con điều này, cực kỳ khéo ở con điều này. Bây giờ điều quan trọng nhất là đôi voi nằm ở vị trí nào mới là quan trọng. Bố đầu nó không gần lắm, ép đầu không quá sớm. Bây giờ bài pơ phải ép chuẩn đấy. Hơi khó ép bài này đấy. Đây rồi, voi đây rồi. Một con. Vâng, pơ 25 lục dân và 820 mới có thể kích được bài này. Biết ngay bài này, bài pơ rất khó ép. 820 mới có thể kích được bài này. Bài về cơ bản lực là ổn, nhưng lên đời tương đối muộn. Điều này làm cho Persian mất đi lục phủ của mình là rất nhiều. 25/28. Đây là màn hình máy của vị trí boy. 23/24. Bình Long nó có điểm số là cực kỳ cao. Đây sẽ là BL. Vâng, và đây là BM. Cả hai người không quá sớm, đây chúng bận 25 và bây giờ đóng nhà điều kiện tiếp theo. Đây là BL, đúng rồi, chuẩn rồi.
Ai cũng đánh chém trong trận này. Vẫn chưa thấy Persian đâu. Vẫn chưa thấy Persian ở phía bên kia của Tiểu Vĩnh Long. Đừng nói tôi đã xịt. Đây rồi, chúng con đã tới nhà của Roman. Có phía bên này là Hitty. Và Hitty có đến 3 con voi về nhà chính. Ít nhất là 3 con. Ô bài Hitty còn rất trống rồi. Hitty ôm hốc thì phải. Đúng rồi, Hitty ôm hốc rồi. Hitty ôm hốc còn rất trống. Nhà chính cực trống và ôm hốc. Tương đối gần. Chiboy 22. Persian có vẻ như đang hơi phụ. Đúng là như vậy, khung nhà vẫn 2L siêu đều đến từ Persian. Đây màn hình máy của game thủ truy bệnh 27. Bờ phía bên kia đã bắt đầu chéo. Khá phức tạp. Rất nhiều gỗ để có thể bò bế. Chưa ăn được nhiều đúng sân. Và lạc đà cũng nở ra chưa nhiều. Bây giờ thì hai lạc đà. Mày nghe không? Giờ tân cung đầu tiên dành cho Hitty. Ta còn chưa thể phải nghe. Ôi, hơi khó. Cố gắng công đỗ tuần này. Vào trong công đỗ tuần này. Ba đời phía bên trong. Cả hai nhà cùng ốp vào chơi nhà đánh cung ở phía bên kia. Là chỉ số 20 chứ chuẩn bị công được Hitty. Đầu phía bên này có ai đón đầu phía bên này không? Vẫn chưa được công được, chúng ta đã nằm xuống. Màn hình máy của cái thủ truy bệnh 26. Và màn hình máy của cái thủ truy bệnh 17. Thêm một tên cung nữa nở ra. Mấy em cực kỳ nhanh đến từ cái thủ truy bệnh. Và chúng còn đá bạc. Như vậy tỷ số là 1-0.